Rồi, hello tất cả các bạn Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái nội dung cuối cùng Đó là chốt sale Thì sẽ có bao nhiêu cái phương pháp chốt sale uh, Cho cái buộc bài 11 đó là Chúng ta phải chốt sale và đóng cái deal lại một cách thành công được không nào Thì trong cái video này Tara sẽ chia sẻ các bạn đến đây là gì ạ Chúng ta sẽ có 10 cái phương pháp 10 cái phương pháp chốt sale được không nào? Và à, 10 cái phương pháp chốt sale này nó là như thế nào? Phương pháp thứ nhất đó là chốt giả định được không? thì bằng cách là chúng ta sẽ gì ạ? À, chúng ta sẽ đưa ra một số những cái lựa chọn một hai hoặc ba căn gì đó hoặc một hoặc hai ba cái nền bất động sản gì đó để giúp cho khách hàng đó là gì ạ? À, chúng ta khách hàng có được một trong những cái gì ạ? À, là đưa ra được quyết định một cách nhanh hơn thì chúng ta có thể đưa ra một số những cái câu nói như sau thứ nhất đó là anh chị thích cái căn nào trong ba cái căn trên mà em đưa ra được không nào với cái ăn với một với một trong ba căn đó thì anh chị lựa căn thứ nhất hay là lựa chăn căn thứ hai hay là căn thứ ba và anh chị còn có những cái điều gì vướng mắc nữa hay không thì để gì ạ à? để em hỗ trợ và tư vấn cho anh chị tiếp được không nào và hoặc là chúng ta là gì ạ à? chúng ta nói rằng là gì ạ à? bây giờ em có thể làm hợp đồng cho anh nhé thì đấy nếu như mà có những cái vấn đề gì mà khách hàng còn đang thắc mắc khách hàng sẽ nói là à khoan đi em từ từ đi em được không nào? À, và cái phương pháp thứ hai là gì ạ? Phương pháp chốt mặc định. Đó là gì ạ? À, chúng ta hãy đưa ra một cái căn uh, trong số những cái căn mà khách hàng uh, xem và thích và chúng ta hãy nói rằng là anh lấy cái căn số 2 này nhé, vì cái căn này là một trong những cái căn đẹp chẳng hạn. À, và uh, mình sẽ nói khách hàng đó là gì? Anh chị uh, em làm hợp đồng ngay luôn nhé và anh chị thanh toán bằng tiền mặt hay là chị quản thì cái điều này cũng sẽ giúp cho khách hàng đó là gì ạ là biết để hiểu được cái tín hiệu là là chúng ta đang mong muốn khách hàng hãy đóng lại cái giao dịch này và khi chúng ta nói như vậy xong chúng ta hãy im lặng được không nào để cho khách hàng là gì ạ khách hàng sẽ phản hồi à, đấy là cái việc đó là gì ạ chốt à, sale theo việc mặc định ở một căn và sau đó khách hàng sẽ phản hồi là khách hàng có thích căn đó hay không và cái chốt sale thứ ba đó là gì ạ chốt sale theo kiểu nóng ví dụ như chúng ta sẽ nói rằng là gì ạ anh ơi đây là cái căn cuối cùng uh, mà đẹp nhất mà em nghĩ là phù hợp với cái nhu cầu của anh à, và sau đó thì các bạn sẽ nói là gì ạ à, em gọi điện thoại cho sếp của em check thử xem là cái căn này có ai đang giữ không nhé à, để em giữ lại cái căn này cho anh có được không được không nào đấy là cái cách chốt xe nóng thứ ba mà các bạn hãy tham khảo được không và cái cách xếp sale thứ tư đó là chốt sale theo cái hình thức tóm tắt đây là một trong những cái phương pháp mà tara đã làm và làm liên tục đó là gì ạ khi mà tara tư vấn cho khách hàng tara luôn luôn có một cái uh, giấy và vít review lại nhu cầu khách hàng và sau đó tara sẽ dùng một cái phương pháp đó là anh chị cho em 2 phút để em review lại toàn bộ những cái thông tin sản phẩm nhu cầu của anh chị nãy giờ chúng ta đã làm việc với nhau về căn hộ được không và tara sẽ nói review lại và sau đó tara sẽ nói rằng là à dạ, vậy thì còn cái yếu tố nào nữa để giúp cho anh chị quyết định ra mua hàng được hay không thì cái với cái yếu tố review này sẽ làm cho khách hàng đó là gì ạ nhớ lại những cái nhu cầu mà khách hàng đã đưa ra cho mình và giúp cho khách hàng cảm thấy một cách dễ chịu hơn được không và cái phương pháp này cũng sẽ là một trong những cái phương pháp mà chốt đối với những cái người mà thuộc về thiếp hành vi đi ISC thì những người thiếp về hành vi là là thiếp S đi chẳng hạn hoặc thiếp C chẳng hạn thì cũng làm cho cả cảm giác rất hài lòng hơn được chưa nào và cái chốt sale thứ năm đó là chốt sale thông qua việc kể chuyện ví dụ như mình có thể kể một cái câu chuyện đó là gì ạ một cái khách hàng nào đó hôm qua đã mua một cái căn hộ và giao dịch thành công được không nào và mình có thể cho khách hàng xem một cái bằng chứng nào đó đối với những khách hàng đã lựa chọn sản phẩm này rồi thì cũng giúp cho khách hàng là dễ hình dung và dễ tin tưởng hơn cái sản phẩm của chúng ta rằng là sản phẩm của chúng ta có nhiều người giao dịch và gần đây nhất chúng ta đã giao dịch được cho khách hàng nào thế nào cái việc mà chốt sale thông qua cái chuyện cũng là một trong những phương pháp cực kỳ hay các bạn hãy tham khảo cái điều này nha và cái chốt sale thứ tư À chốt sale thứ sáu đó là gì ạ chốt sale bằng phương pháp cam kết đó là gì ạ chúng ta hãy nói rằng là anh chị có thể xuống tiền một chút xíu để giữ cái căn hộ này được không và em cam kết đó là gì ạ nếu như trong ngày mai anh chị mà không có uh, nhu cầu muốn mua nữa thì em có thể báo nhỏ uh, nhã cái rõ hàng nữa ra để bán cho một người khác và anh chị có thể được hoàn tiền lại được không thì đấy là cái chốt cái phương pháp là chốt sale theo phương pháp cam kết và phương pháp số 7 đó là chốt sale theo kiểu hình thức im lặng đó là gì? Chúng ta đưa ra một cái hợp đồng Và chúng ta hãy nói rằng là Anh chị có thể dành 2 phút Để điền vào cái thông tin hợp đồng này được không? Chúng ta nói như thế và sau đó chúng ta im lặng Được không ạ? À? Để chờ khách hàng sẽ phản hồi Và đây là một trong những cái cách Đó là gì ạ? Tuyệt vời lắm Có những khách hàng họ sẵn sàng họ ghi luôn Và khi họ ghi thì điều đó có nghĩa là họ sẽ mua Nha các bạn! Ok Và cái phương pháp thứ bạn thứ tám đó là phương pháp chốt so sánh có nghĩa rằng là gì ạ à, chúng ta sẽ so sánh uh, với cái giá của bên mình với một số những cái dự án khác bằng một cái phương pháp đó là review cho khách hàng để biết được khách hàng biết được rằng là cái giá này khách hàng đang mua là một trong những cái giá tốt nhất cái sản phẩm tốt nhất so với những cái sản phẩm mà xem xem cùng giá cùng vị trí chẳng hạn thì đây được gọi là chốt cái phương pháp so sánh với phương pháp này các bạn cần phải nắm vững về thị trường và review một cách chính xác để đưa ra được cái thông tin một cách trung thực được không và cái phương pháp thứ 9 đó là gì ạ chốt theo hình thức khuyến mãi ví dụ như mình dẫn hỏi rằng là a à, ngày hôm nay là cái à, cái gì ạ cái chương trình này được khuyến mãi là ba chỉ vàng hay là năm chỉ vàng và nó sẽ được đóng à, cho cái chương trình ngày hôm nay là kết thúc chẳng hạn cho nên là gì ạ nếu như anh chị mà chúng ta đã hài lòng về sản phẩm này rồi thì chúng ta hãy xuống tiền chúng ta đặt cọc để chúng ta giữ được những cái chương trình khuyến mãi này được không nào chứ không nó để mất đi thì nó cũng uống đúng không thì đấy là cái phương pháp là chốt theo phương pháp khuyến mãi và phương pháp thứ 10 đó là gì ạ? Là chúng ta sẽ nói cái hàng đó là gì. À, nếu như mà anh chị đã ưng cái căn này rồi thì anh chị ơi hãy vui lòng đó là gì à xuống tiền đi xuống tiền một chút xíu rồi ngày mai chúng ta sẽ gì ạ à? chúng ta sẽ bổ sung sau được không à, vì cái yếu tố này sẽ giúp cho khách hàng là gì ạ à? giữ được cái căn và không bị mất cái căn qua tay người khác được không nào và đấy là những cái phương pháp 10 cái phương pháp chốt sale mà Tara muốn chia sẻ với các bạn để các bạn có thể ứng dụng nó vào một cách thực tế nhất có thể các bạn sẽ có thêm một vài phương pháp khác nữa. Nhưng mà theo Tara nghĩ rằng là 10 phương pháp mà Tara vừa nêu thì nó cũng đã đủ để cho các bạn là gì ứng phó trong nhiều cái tình huống mà chúng ta giao dịch được không nào? Nếu như các bạn các bạn gì ạ, các bạn hãy thử một trong 10 cái phương pháp đó và và gì mình quan sát cái cái hành vi của khách hàng, quan sát cái thái độ của khách hàng để chúng ta có thể đưa ra được những cái hướng xử lý từ chối được chưa? Và Tara chúc cho tất cả các bạn sẽ bán được nhiều giao dịch, đóng được thật nhiều deal và cảm ơn các bạn Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau Và các bạn đừng quên là luôn luôn ủng hộ Tara Bằng cách sub vào kênh Hoặc là gì like Hoặc là chia sẻ cho các bạn của mình Để gì ạ, à? để cùng tham gia và nghe Khi chia sẻ của Tara nha Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn Vào những nội dung tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại